Dạ, Đức Linh xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Bây giờ là 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 chủ nhật năm 2023. Thì đáng lẽ là Đức Linh thông báo là hôm nay Đức Linh nghỉ ngơi một bữa, không có làm cái clip để ngày mai Đức Linh làm. Nhưng mà thấy thôi ok. Có một nam một một người nam giới, cậu ta giới thiệu là cậu ta là một tài xế 40 tuổi, thì có điện thoại cho có nhắn tin qua Zalo cho Đinh Lan hỏi thăm là chị ơi, vợ em bị u nang buồng trứng, bây giờ em muốn xin thuốc, chị có thể cho em thuốc cho vợ em được không? Cái Đinh Lan mới nhắn là có cái giấy chẩn đoán của bệnh viện không, có giấy siêu âm không, kích thước là khối u là bao nhiêu mm. Thế là cậu ta không có trả lời, không có trả lời. Xong sau đó cái cậu ta mới điện thoại tới chiều, cái cậu ta điện thoại cho Đinh Lan, thế mới nói là chị ơi, em nhắn tin sao chị không trả lời, chị đăng ở trên Facebook là chị cho thuốc điều trị u nang buồng trứng thì em xin cho vợ em mà sao chị không trả lời. Thế là tôi mới nhẹ nhàng tôi hỏi cậu ta, tôi nói là em ơi, chị nhắn cho em, chị trả lời cho em rồi, là có phiếu chẩn đoán của bệnh viện không, và có cái đường kính của khối u là bao nhiêu, khu lành hay khu u ác và mức độ là bao nhiêu thế nào rồi, thì có cái đó chị mới ra toa được, chứ đâu phải là toa nào nó cũng giống toa nào đâu em. Cái bắt đầu cậu ta mới nói là cậu ta chỉ có cái phiếu siêu âm hồi tháng 6 năm 2023, còn cái phiếu siêu âm hồi tháng 9 đó thì bỏ vô máy giặt nó đã nát rồi. Thế nên bây giờ thôi là em đã có công em gọi điện cho chị rồi thì chị trả lời luôn cho chị, hỏi em vài số câu. Cái nói là làm sao mà phải đi bốc thuốc, cũng như là khi vô bệnh viện thì các bạn luôn luôn được bác sĩ hỏi là thấy triệu chứng như thế nào mà đi khám, thì người ta sẽ khai ra là ok, thấy bị đau bụng hay là bị gì đó, thì cậu ta nói là thấy thấy vợ em nó đau hoàng hoại quá thì em mới đi khám thì nói là bị u nang buồng trứng, cho nên mới thấy chị đăng thông tin thì em hỏi xin chị. Cái nói không có, nếu mà u nang buồng trứng á thì mà đau hoàng hoại á đó là biến chứng rồi, tại vì thường biến chứng của u nang buồng trứng là đau, rất là đau đớn, nó có trường hợp nó bị xoắn hoặc là nó bị vỡ thì nó sẽ gây đau đớn. Còn bình thường nếu như u nang buồng trứng bình thường không có phát hiện ra đâu, không phát hiện ra bằng cái triệu chứng, vì nó không giống như u xơ tử cung. U xơ tử cung thì nó sẽ, bởi vậy trong cái clip này Đinh Lan theo cái lời của cái cậu đó nói về cái bệnh trạng của vợ mình, thì khi mà cậu ta khai bệnh ra thì Đinh Lan biết ngay rằng, một là nếu như mà bị đau đớn mà không do vỡ, do xoắn, do biến chứng của u nang buồng trứng thì có lẽ là cơn đau hoàng hoại mà đau trước và sau khi hành kinh đau rất là nhiều, đau đớn lắm á, đau ở vùng hạ vị nè, vùng đáy xương chậu nè, là nó đã chuyển sang giai đoạn bệnh của u xơ tử cung rồi. Chứ triệu chứng của u nang buồng trứng thì nó không có đau đớn, nó âm thầm, còn u xơ tử cung nó có nhiều cái triệu chứng lắm. Còn lý do tại sao mà bị u nang buồng trứng, u xơ tử cung, thì người phụ nữ nào ở độ tuổi sinh đẻ, sinh đẻ là có cái chu kỳ kinh nguyệt, có cái sự rụng trứng đó, thì có thể thụ thai thôi, ở tuổi sinh đẻ đều có thể mắc những cái căn bệnh đó. Nhưng mà cái quan trọng là có những nguyên nhân, nhiều nguyên nhân để xảy ra cái bệnh u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Nếu như là người bị bây giờ Đinh Lan nói về cái bệnh dễ nhận biết nhất của bệnh mà nhiều người bị mới nhất đó, là u xơ tử cung ha. Đó là khi mà tới chu kỳ kinh nguyệt thì cái triệu chứng đó, nó đau đau trước và đau khi hành kinh rất là nhiều. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là nó ra kinh rất là nhiều đó, ra kinh coi như là nó bị rong kinh luôn. Rong kinh là đi liên, người ta chạy thường 3 đến 5 ngày là người ta hết, còn này ha, nửa tháng cũng không hết nữa, thì nó gây ra mất máu rồi, nó gây rồi khi mà cái khối u của u xơ tử cung nó to lên thì nó sẽ chiếm diện tích của cái bàng quang ở phía trước, thì gây cho mình
đi tiểu nhiều hơn, tiểu rắc, tiểu khó, và nó chèn ép mạch khối u, nó lớn trong tử cung của mình thì mọi người biết rồi, khối u nó lớn thì nó sẽ chèn ép hai cơ quan thì nó gây tiểu tiện khó. Những cái người mà u sơ tử cung hay là khó mang thai là vì sao? Cái khối u nó làm biến dạng, thay đổi cái cấu trúc của cái tử cung, nó cũng gây khó mang thai đó, nó gây gọi là gây vô sinh đó. Rất là nhiều nguyên nhân để mà bị u sơ tử cung. Thì khi còn một yếu tố nữa bị u sơ tử cung là bị bệnh lạc nội mạc tử cung đó. Trong cái bề mặt của tử cung á, mình có nhiều cái khối u, nhưng mà khối u lành tính nhiều khi do mang thai nó cũng có những cái khối u đó để nó bảo vệ cái túi thai, cho nên là nhưng mà nó sẽ tự hết, tự xẹp sau khi mà mình sinh nở xong, hoặc là mình mãn kinh thì nó cũng tự hết. Đó là những cái khối u mà lành tính, nhưng mà những cái khối u ác tính thì nó sẽ gây cho mình có rất là nhiều biến chứng. Có nhiều người bị chuyển qua giai đoạn ung thư luôn á. Cho nên là nhân nguyên nhân nữa đó là rối loạn nội tiết tố. Rối loạn nội tiết tố thì người bình thường rối loạn nội tiết tố nữ nha, thì một con người rối loạn nội tiết tố thì nó có nhiều nguyên nhân, do stress, do thiếu ngủ. Thì người phụ nữ rối loạn nội tiết tố thì rất là nhiều. Đa phần các phụ nữ mà trong cái độ tuổi sinh đẻ mà coi như là trưởng thành đó đều có những triệu chứng đó. Nếu như chúng áp lực công việc, suy nghĩ rồi bên ngoài làm cho mình nhiều cái mà mình lo lắng thì nó cũng sẽ xảy ra cái chuyện rối loạn nội tiết tố. Mà khi đã rối loạn nội tiết tố rồi thì nó kéo theo mất ngủ, mà mất ngủ rồi thì nó lại kéo theo nhiều cái bệnh trạng khác, và cơ thể thì thiếu sức đề kháng. Thì Đinh Lan, bởi vậy trong cái clip trước á, Đinh Lan nói là ok, tôi sống là tôi ngủ coi như là từ 10 giờ hoặc 10 rưỡi tôi ngủ thẳng cẳng tới sáng, ngủ đủ giấc, ngủ ngon lành, thì cái những cái cơ quan hoạt động về đêm như là hệ tiêu hóa nó sẽ tốt, hoạt động tốt hơn về đêm, rồi gan nó làm những cái quy trình chuyển hóa và giải độc của nó tốt hơn. Nếu như mà mình thức khuya thì coi như là các cái cơ quan đó nó không có hoạt động được tốt thì nó sẽ bị bệnh, thì nó sẽ làm cho mình là mất, nếu mà mình mất ngủ thì nó sẽ gây cho mình nhiều cái hệ lụy như là mất sức đề kháng nè, mình không có tạo ra được những cái kháng thể để mình chống chọi là nhiều bệnh tật, chứ không phải riêng về bệnh u nang buồng trứng, u sơ tử cung. Cho nên là khi cái cậu thanh niên đó gọi cho Đinh Lan thì hỏi như vậy, thì Đinh Lan hỏi lại cậu vài câu thì biết ngay là nếu như đau bụng mà không phải là do biến chứng của u nang buồng trứng thì bệnh của cái cô vợ của cậu ta đã chuyển qua cái giai đoạn là bệnh u sơ tử cung rồi. Tại vì khi mà nội tiết tố ở buồng trứng, khi mà bị u nang buồng trứng là lý do tại sao bị u nang buồng trứng là nội tiết tố nó giảm, buồng trứng nó thay vì nó tiết ra nhiều cái hormone nữ là estrogen thì bây giờ nó lại tiết ra nhiều hơn cái hormone nam là androgen. Do vậy nó tạo cho người bị u nang buồng trứng một triệu chứng đầu tiên, đó là rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn đây không phải là nó rối loạn là nó bị ra nhiều hay nó bị thống kinh như những cái trường hợp khác, mà nó rối loạn đây là thay vì chu kỳ rụng trứng của họ nó kéo dài tới 35 ngày. Mọi người biết phân biệt cái việc những ai có gia đình thì có thể biết được là chu kỳ rụng trứng của một người phụ nữ, ví dụ như là vòng kinh 28 ngày thì chu kỳ rụng trứng là ngày thứ 14 từ khi thấy kinh. Ví dụ người đó là vòng kinh 30 ngày thì chu kỳ rụng trứng là từ ngày đầu tiên thấy kinh là trừ ra, chia đôi ra đúng ngày thứ 15 là ngày rụng trứng. Rồi chu kỳ rụng trứng của người ví dụ như 32 ngày, vòng kinh 32 ngày thì là ngày thứ 16 là rụng trứng. Cho nên những ngày đó thì là những cái ngày mà là có thể dễ thụ thai nhất cho những người mong muốn có con, thì cứ canh rụng trứng là rất là đơn giản. Cho dù kinh 5 và ngày 7 ngày đi chăng nữa, nhưng mà từ cái ngày thấy kinh là có kinh đó. Ví dụ có người bữa nay có kinh ngày 18, có người ngày 20 thì nhớ là cứ cái ngày đầu tiên thấy kinh đếm dài tới tới 10. Ví dụ như vòng kinh của mình nhớ là ok, vòng kinh của ta là
30 ngày. Thì đúng 15 ngày sau là ngày 20 có kinh đúng không? 15 ngày sau là sao? Ngày 5 tháng sau. Ngày 20 có kinh thì ngày 5 tháng sau sẽ là ngày rụng trứng. Thì những cái ngày đó thì rất là dễ đậu thai nếu như mà mình có những hoạt động sinh lý đó. Thì đối với người bị u nang buồng trứng thì nó lại kéo dài cái thời hạn mà trứng rụng lên đến 35 ngày. Như vậy thì nó đã chuyển qua nang hóa rồi. Tại vì cái buồng trứng nó bị hỏng, nó bị bệnh, cho nên nó cái khả năng nó tiết nhiều, nó thay vì nó tiết nhiều hormone estrogen là nội tiết tố nữ thì nó lại tiết nhiều hơn cái nội tiết tố nam, đó là androgen. Do vậy nó gây ra tình trạng là nam hóa. Thì nam hóa là mọi người biết rồi, là nó chuyển hóa dần dần thành nam giới. Do vậy á, là nam hóa dần dần là nó chuyển người đó như là đàn ông vậy đó, cho nên kinh nguyệt nó rối loạn. Còn khi mà đau nó không giống như là u sơ tử cung. U sơ tử cung là ngày nào cũng đau, nhưng mà đối với u nang buồng trứng có một điều đặc biệt như thế này nè, chỉ đau khi mà mình có một cái tư thế đặc biệt. Nếu ai có gia đình hoặc là người nào đã từng có những cái quan hệ tình dục đó, thì sẽ biết được là tư thế đặc biệt là Đinh Lan muốn nói về điều gì. Thì sẽ biết được rằng khi mà hoạt động tình dục đó ở một cái tư thế khác lạ gì đi, đặc biệt đó, thì cái vùng bụng dưới rất là đau, thì nghĩ ngay đến cái triệu chứng là mình bị u nang buồng trứng ha. Chứ mình đừng có nghĩ rằng ok chắc là mình bị viêm nhiễm phụ khoa, cho nên là viêm nhiễm phụ khoa khi quan hệ ở một cái tư thế đặc biệt á cũng bị đau. Do vậy á, có những người, thường đa số những người phụ nữ mà mắc những cái bệnh u nang buồng trứng, u sơ tử cung, thường đa số là những người có một cái hoàn cảnh khó khăn. Chứ nếu như những người có điều kiện thì họ, người ta đi khám định kỳ hết à mọi người. Cứ 3 tháng, 6 tháng họ đi khám một lần. Khám định kỳ ở bệnh viện Từ Dũ hoặc những cái bệnh viện Hùng Vương vậy đó, đi khám định kỳ để coi là mình có bị những cái bệnh gì không ha. Để phát hiện sớm bệnh thì điều trị sớm nó tốt hơn. Nhưng mà những cái người mà khó khăn thì người ta cuộc sống người ta lo vô sinh riết, người ta đâu có nhớ cái việc là mình phải lo cho sức khỏe đó không. Và với lại người ta cũng khó khăn về kinh tế, người ta không có thấy là chưa có phải lo lắng, cho nên mình còn nhiều cái việc khác lo lắng hơn. Cho nên là còn như trong trường hợp của Đinh Lan thì ở nhà mấy năm trời, Đinh Lan không có một cái vấn đề đó thì sẽ không lo về những cái căn bệnh đó. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, Đinh Lan ăn uống đủ chất. Cái thứ ba nữa, cuộc sống, lối sống sinh hoạt của Đinh Lan lành mạnh, cho nên là không bao giờ phải vướng vô những cái bệnh là phụ khoa hay là bị u này u nọ. Không, là tại vì một cái cơ thể khỏe mạnh tạo sức đề kháng để đẩy hết tất cả những cái bệnh tật. Cho nên về đông y á, khác ở tây y một điều như thế này, đối với tây y thì không thuốc, uống thuốc không có làm tiêu đi cái khối u, không có làm mất đi khối u, mà chỉ có một cái phương pháp là phẫu thuật u đâu cắt đó. Đó rồi với đông y, đối với tây y, nhưng đối với đông y không có vậy. Đông y nó như thế này, nó sẽ hồi phục con bệnh đó. Mọi người nhớ không, những cái người mà bị ung thư thường là người ta chọn cái phương pháp là xạ trị, nhưng mà người ta theo những nghiên cứu trên thế giới là những người mà chết không phải vì bệnh cơ ung thư mà vì cái xạ trị. Đó là như vậy, xạ trị là họ đẩy tiêm chất độc vào để họ đẩy cái chất độc đi, đến cuối cùng là cái chất độc nó mạnh hơn, nó làm cho người ta đi luôn, chứ không có phải là chết do cái bệnh ung thư ha. Đa phần những người xạ trị là họ mất do thuốc, chứ không phải là do, nhưng mà họ tây y họ không có cách nào để chữa trị cái bệnh mà ung thư ạ. Do vậy á, nhưng mà với đông y thì khác. Đông y có một cái tình trạng như thế này, luôn luôn trước tiên bồi bổ sức khỏe cho người bệnh. Khi mà người bệnh nó có sức khỏe rồi thì bắt đầu người ta mới dần người ta đi tới chữa bệnh đó. Người ta tạo cho cái người đó có sức khỏe thì tạo cái sức đề kháng, rồi ủng hộ, rồi lại thêm các cái phác đồ điều trị nó một cách tấn công hay là bồi bổ từ từ đó.
Ví dụ như trong cái tác nhân gây bệnh u xơ tử cung là người bị lạc nội mạc tử cung cũng là nguyên nhân để gây ra cái u xơ tử cung. Nhưng mà trong cái thuốc đông y mà điều trị lạc nội mạc tử cung nó có cái đương quy. Thì trong cái toa thuốc mà điều trị cái u nang buồng trứng, u xơ tử cung của Đinh Lan cũng có đương quy. Như vậy trong những cái thành phần thuốc nam á, có nhiều khi một cái chủng loại thuốc này nhưng mà nó lại điều trị cho nhiều cái bệnh khác, cho nên là uống thuốc đông y thì nó chậm hơn so với thuốc tây y. Nhưng mà đối với tây y thì không uống không có tiêu được khối u, không có coi như là điều trị về tây y thì không có tiêu được, mà chỉ có cái cắt bỏ thôi. Nhưng mà với đông y thì uống những toa thuốc này đúng liệu trình thì khối u nó sẽ được tiêu đi và nó thải ra ngoài theo hệ bài tiết rất là tốt. Cho nên là Đinh Lan cái chủ đề hôm nay đó là tặng toa thuốc, không phải là tặng thuốc. Cho nên là có những bệnh nhân, có những người nhà của bệnh nhân phải nên thông cảm cho Đinh Lan ở một cái điều rằng là Đinh Lan chỉ có thể giúp mọi người một cái hướng là Đinh Lan được đào tạo chính quy, Đinh Lan có cái kiến thức về y khoa, về đông y thì Đinh Lan mới tư vấn cho mọi người. Mọi người phải hiểu rằng trước khi học về đông y thì Đinh Lan phải học 1 năm về tây y để biết xem những cái kết quả siêu âm, xét nghiệm máu hay là những cái kết quả của bệnh đó để Đinh Lan điều trị. Đối với đông y thì chỉ có thuốc là và có thuốc thôi, chứ không có bao giờ sử dụng dao kéo. Cho nên là khả năng mà về đông y mà gây ra những cái hậu quả gây ra mất mạng là không có. Không bao giờ về đông y mà gây ra mất mạng. Cho nên là những cái gì mà tuyên truyền về việc là uống thuốc đông y là mất mạng là không có đâu nha. Toa thuốc đưa như thế nào? Ví dụ như có những người ta nhờ Đinh Lan nấu luôn thuốc. Tại vì các bạn mà mua những cái thang thuốc về các bạn nấu thì các bạn chỉ nấu trong vòng mấy tí thôi. Ví dụ như 3 chén nước sắc còn 1 chén, chia làm uống mấy lần trong ngày, uống lúc nóng cho nó dẫn truyền nha mọi người. Nhưng cái thuốc đó trong những cái bãi thuốc nó còn chất. Nhưng mà Đinh Lan mà nếu mà nấu thuốc á thì Đinh Lan sẽ, nhưng mà dặn mọi người nha, những người không có điều kiện đi mua thuốc về thì nó rẻ, mua về tự nấu nó rẻ thì nó cái khả năng nó hết bệnh lâu hơn cái thuốc mà Đinh Lan sắc. Nhưng mà Đinh Lan sắc theo một cái quy trình sắc thuốc nó lên đến là liên tục 48 tiếng đồng hồ. Đinh Lan bài thuốc nào Đinh Lan cũng dạy luôn cho mọi người cái cách mà nấu thuốc mà chiết xuất lại thành cao. Đó là tất cả, ví dụ như 90 thang thuốc cho một cái bệnh nhân là 90 thang uống trong vòng 3 tháng. Tại vì thuốc đông y không có uống dài hơn 3 tháng, uống xong rồi ngưng. Uống xong ngưng, thời gian sau thì mình cứ nhắc lại. Đó, nhắc lại cũng ít thôi. Thì đổ tất cả coi như 90 thang thuốc nó vô trong một cái nồi 200 lít. Xong sau đó Đinh Lan mới dùng cái vòi nước Đinh Lan bơm vô trong cái bồn, cái nồi nấu đó, coi như là để 5 phút cho nó coi như nó rã những cái bụi bẩn chất bám vô chất bảo quản ở trong đó. Xong sau cùng cái Đinh Lan mới mở cái van ở phía dưới ra. Cái nồi chiết xuất nó to như vậy chắc chắn thì ở dưới nó sẽ có cái van xả giống như cái nồi nấu rượu vậy đó. Lan mở ra thì nó sẽ xả cái cát nè, bụi bẩn nè, nó nước nó đen kịt luôn mọi người. Những cái người mà đi sắc thuốc ở những cái phòng thuốc đông y á, mình cái thang thuốc gói giấy bằng giấy xi măng á, mọi người nhớ không, nâu đâu á, cái về nhà cứ sợ là ok trong đó cái gì cũng là thuốc, cho nên đổ hết vô trong cái siêu cái nấu uống không, bụi bẩn vi khuẩn rất là nhiều, chất bảo quản rất là nhiều, cho nên rửa đi. Tại vì mình nấu mấy tiếng đồng hồ, Đinh Lan nấu tới 48 tiếng đồng hồ nó mới ra hết thuốc, thì làm gì có chuyện rửa nước lạnh mà đã ra hết thuốc. Cho nên đừng lo vấn đề rửa, bắt buộc phải rửa, rửa 3 lần nước, 5 lần nước, khi nào cho nước nó trong vắt rồi thì đóng van lại xong rồi mới đổ ngập nước vô. Đinh Lan nấu 5 tiếng, 9 lần nấu như vậy, 5 tiếng, nhiệt độ 280 độ, bắt đầu mới là tự động cái nồi nấu của Đinh Lan nó sẽ báo động là hết giờ nấu rồi đó. Nó tự động nó ngắt cái nguồn điện, nó ngắt cái nguồn nấu.
nấu xong cái đinh lan đợi cho nó nguội nguội, hạ áp xuống còn 70 đến 80 độ thì đinh lan mới mở cái van ra để mà lấy cái thuốc ra, lấy cái thuốc nó kẹo cái kẹo ít à. Cho nên là mọi người cứ tưởng nấu cao là giống như nấu cao ngựa bạch hay là cao hổ cốt là nấu cho nó tan xương ra, không có, cái này là thảo dược thì nó chất xơ nó rất là nhiều. Cho nên là mình nấu là mình chiết xuất dược liệu, là mình lấy cái dược liệu ở trong cái thuốc đó ra, chứ không phải là mình nấu nó tan cái kia ra giống như là cao hổ cốt. Không có đâu, nó là 200 lít nó 40 thang, 90 thang nó thành một bao bự như vậy nè. Cái bắt đầu mình làm ấy, lấy cái nước đó ra để qua một cái xô inox ha, để qua một bên cái thùng inox. Xong đó mình làm đóng van lại, nhập nước vô nữa, chín lần năm 45 tiếng. Hạt cái mẻ tới 45, nếu như trong thang thuốc của Đinh Lan có thêm cái nhân sâm thì cái mẻ thứ 40 thứ 9 á Đinh Lan mới bỏ nhân sâm vô, tại vì nhân sâm mà nấu ở một cái nhiệt độ cao mà nấu lâu như vậy á thì nó mất chất hết. Cho nên là nếu mà có nhân sâm ha, có thuốc bổ nhân sâm, Đinh Lan để vào nước cuối cùng mới nấu, mới bỏ dược liệu đó vô. Cho nên là, nhưng mà khi rửa dược liệu thì có hai dược liệu mình phải xử lý nhanh, đó là kỷ tử khô mà mình nhúng nước mình rửa lâu nó rã ra, nó bét như là cháo vậy đó, không được. Cho nên là kỷ tử rửa riêng rồi bỏ vô nấu ha, bỏ vô sau cùng với nhân sâm đi, tại vì cái đó nó nấu nó nắp bét à, nó dễ lắm. Rồi nhãn nhục, nếu như thang thuốc đó có nhãn nhục thì cái đó không cần rửa, tại vì họ làm họ sấy khô á, nó đã coi như là mình có thể bóc ăn ngay được rồi. Đối với những cái thảo dược đó thì mình không có rửa, nhưng mà cam thảo thì mình rửa được ha. Cho nên những cái vị thuốc mà kỹ tử là mình sẽ rửa riêng, rửa nhanh để ráo nước và bỏ vào cuối cùng cái mẻ thuốc nếu như trong đó nó có kỹ tử. Còn nếu như nhờ nhân sâm thì mình cũng bỏ vào cuối cùng, phải rửa, đối với nhân sâm rửa nhưng mà bỏ vào cuối cùng ha, không có rửa chung với chính với những cái dược liệu khác. Rồi, và nhãn nhục thì không rửa nếu như trong thang thuốc có như vậy. Đó là cái cách nấu thuốc của Đinh Lan. Xong đến cuối cùng là bắt đầu mới là lúc đó nó hết chất rồi, nguyên cái rổ đó 90 thang thuốc đó bây giờ nó trở thành xác rồi, rác rồi. Cho nên là mình mới cẩu lên, nó có cái lồng mà móc lên cái rồng rọc, móc lên đẩy nó đi, đổ ra và rửa lại bùn nấu, đóng van lại. Xong rồi lấy cái vải mùng lớn, vải mùng mà dành cho em bé mọi người nhớ không, cái mình mới lọc cặn đi, mình lọc cặn đi, cái mình đổ vô đó mình cô đặt thêm 3 tiếng đồng hồ nữa cho nên nó keo lại. Đó là nó tạo ra những cái hữu gọi là cao dược liệu, cao thuốc. Thì mỗi lần uống thì chúng ta sẽ múc cái muỗng mà muỗng cà phê, mà muỗng ăn hoặc gì lộn á, muỗng nhỏ nhỏ đó, múc hai muỗng đó với ly nước ấm. Ly nước ấm mọi người nhớ cái ly mà ngắn ngắn rồi vô trong những cái quán bar nó hay, hoặc là quán sinh tố nó hay cho mình ly trà đá nhỏ nhỏ. Cái ly đó mình 2/3 ly nước nóng độ khoảng 70-80 độ, mình mới pha hai muỗng cao đó vô là mình uống là tương đương với một thang thuốc đó. Mình uống lúc nó nóng ấm, nóng không bỏng miệng, để cho nó dẫn truyền tốt thuốc vào trong cơ thể thôi. Thì nhưng mà nấu như vậy nó rất là phức tạp, và Đinh Lan nấu và công này nọ đó, Đinh Lan lấy thì bây giờ điện nó cao, chắc công nhân lấy 3 triệu đồng tiền công. Tiền công là bao gồm tiền điện nấu trong vòng 2 ngày 2 đêm 48 tiếng chai lọ đó. Đinh Lan là nếu mà nấu dùng cho bệnh nhân là như vậy. Thì, nhưng mà thôi, bây giờ Đinh Lan đang nói là Đinh Lan tặng toa thuốc, thì mọi người cứ không có tiền thì đi mua toa thuốc. Nhưng mà khi đi mua thuốc á, thì Đinh Lan sẽ cho luôn cái địa chỉ mà bán thuốc ở khu bán thuốc ở Hải Thượng Lãn Ông á. Nó thứ nhất là cái tiệm thuốc nào mà uy tín, tại vì mọi người nhớ một điều rằng là mọi người có nhớ cái câu mà rác dược liệu không? Ở Trung Quốc hàng năm nhập vào Việt Nam khoảng 60.000 tấn dược liệu. Nhưng mà thật sự có những cái đơn vị nó làm mánh mung, nó sẽ rút hết chất. Ví dụ như là đơn quy đi, nhìn thấy đơn quy như vậy nhưng mà thực sự nó đã rút hết chất rồi, nó còn cái xác không à, rồi nó phơi khô, sấy khô, nó nhập ngược trở lại Việt Nam. Như vậy thì sao? Rác dược liệu.
Cho nên là nếu mà mua thuốc thì Đinh Lan sẽ chỉ cho cái tiệm thuốc uy tín, giá rẻ, mọi người mua về mọi người tự nấu. Một trước khi nấu thì nhớ là rửa, rửa kỹ, rửa sạch rồi bắt đầu nấu. Nấu cứ theo cái liều lượng là nấu bằng siêu đất ha, chứ đừng nấu bằng những cái nồi nồi gang, nồi inox hay nồi gì á. Nấu bằng cái nồi siêu đất cho nó tốt cho thuốc. Nấu cứ ba chén nước thì xắt lại còn chén rồi uống thôi. Như những cái thuốc đã nấu rồi thì bỏ đi đó, chia ra 3 lần trong ngày uống như thế nào đó thì mọi người cứ như thế thực hiện đó. Hôm nay thì trong nội dung cái clip này đó là tặng toa thuốc chứ không phải tặng thuốc, để cho tránh những cái quý vị khán giả, những cái thân nhân của những bệnh nhân hoặc là những bệnh nhân bị u nang buồng trứng, u xơ tử cung thì tránh có cái một cái ngộ nhận về việc Đinh Lan tặng thuốc, nói tặng thuốc mà đến cuối cùng không có tặng là không phải nha. Chào mọi người. Thank you.